Chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với lại kênh của em. Hôm nay tiếp tục dẫn các bác đến một cái điểm câu cũng thuộc dạng huyền thoại ở kênh của em. Thì điểm câu hôm nay thực ra nó cũng nằm trên cái con đê mà bữa trước em chia sẻ cái điểm huyền thoại ở cái cống to các bạn. Thì hôm nay em ngồi bên cái cống nhỏ. Thì đây là cái cống cầu Dừa các bác nhé, gần trạm bơm cầu Dừa, Văn Tố, Tư Kỳ, Hải Dương. Thì các bác cứ tra map mà ra. Hôm nay em sẽ sử dụng mồi câu tổng hợp. Hôm trước thì dùng mồi câu chuyên giết chép, hôm nay sẽ sử dụng mồi câu tổng hợp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đấy. Thì hai sản phẩm này giá đều như nhau các bác nhé, đều có giá là 30.000 một gói. Khối lượng là của một gói này là 320g các bác nhé, hơn 3 lạng. Thì pha mồi câu cũng đơn giản, lấy một ít pha theo sử dụng cái phương pháp pha mồi tiết kiệm, không cần pha nhiều tốn mồi các bạn. Kinh tế khó khăn chúng ta có thể sử dụng cái cách pha mồi như của em để cho tiết kiệm mồi. Tỷ lệ vẫn là một mồi một nước các bạn nhé. Và các bác pha khô một chút được, đầu tiên pha khô một chút được để lên mồi tí mình xả đây. Đào đều đi, cứ đào nhẹ đều lên này được, để từ 3 đến 5 phút thì lúc mồi nó sẽ tự nó uống no nước. Sau khi nó uống no nước rồi thì các bác có thể nhào kỹ lên một chút để cho mồi nó có độ kết dính hơn, sau đó mình sẽ vê vào lưỡi để mình xả mồi các bác nhé. Thì hôm nay em ngồi câu ở cái điểm này thì mực nước nó rơi tầm khoảng 2m6, 2m5, 2m6 nữa các bạn. Thì hôm nay em sử dụng cây cần 2m7 để câu. Cây cần 2m7. Xét đồ thì cũng là xét đồ câu cá giếc thôi, rất là nhỏ. Trục 1.0, théo 0.4 và lưỡi câu 0.3. Phao câu thì em đang sử dụng một cây phao chuyên giếc, phao cỏ. Cái vạch thì rất là ngắn, độ nhạy rất là cao. Cái phao này nó ăn cũng rất là nhẹ chì các bạn, chỉ có 0.6g chì thôi, đấy, tầm 0.6g chì. Thì đây là em là một cây phao em được một bác trong hội câu cá giếc Hải Phòng tặng các bạn. Thì bác có Facebook là Nhật Bắc Sừng. Thì bác nào mà có nhu cầu sở hữu trải nghiệm những cái cây phao chuyên giếc hoặc là chuyên rô, phao cỏ handmade thủ công thì các bác có thể nhắn tin hoặc là liên hệ với em thông qua cái Zalo hoặc là cái fanpage câu cá vui câu nhé, em để bên dưới này. Ngoài ra các bác muốn trải nghiệm sản phẩm mồi câu bột tạo rong, bột tạo sợi, lưỡi câu bên câu cá vui thì các bác cũng đặt hàng tại cái số điện thoại và cái fanpage đó. Bây giờ thì chúng ta cứ bước vào mồi câu như bình thường. Đầu tiên sẽ nhào qua cái mồi một chút. Đấy. Để cho cái mồi nó gọi là nó có độ cái dính rồi. Để mình xáo. Mình vê vào lưỡi cho nó đã bị bở. Xáo cho nó. Ok. Xáo thì cũng rất là đơn giản. Vê từng cái miếng mồi vào lưỡi này. Mình vê to một chút các bác nhé. Mồi vê to to chút. Đầu tiên mình xáo thì mình cứ vê tầm bằng ngón tay hoặc bằng hạt lạc. Đấy. Thả nhẹ xuống điểm câu. Sau khi cái mồi nó kéo phao chìm xuống rồi, nó chìm xuống đáy rồi, thì sau đó việc đơn giản của chúng ta là gáy nhẹ cái đầu cần lên ngay. Đấy. Gáy có tay nhẹ đầu cần lên này. Cái mồi nó sẽ rã ra, nó nằm bên dưới đáy. Như vậy là chúng ta đã xả được một cái ổ. Rất là đơn giản các bác. Làm tương tự như vậy 2-3 lần các bác nhé. Sau khi mình xả ổ xong thì bắt đầu pha mồi câu các bác nhé. Em sẽ để lại một cục như này để chốc mình nằm mồi xả. Cá nó kiểu nó
lâu lâu mình phải xá xuống tí để cho nó giữ ó các bạn. Còn chỗ mồi còn lại thì sẽ cho thêm nước để pha mồi vút. Cho nước vừa phải để cho thêm tàu rong vào để mà 50 phút các bạn nhé. Đây mồi vút ướt các bạn, tàu rong tầm khoảng nửa non cái nắp pha mồi này được nắp ấy. Đào kỹ này các bạn nhé, đào đều nên cái này nó sẽ ra rong thôi. Bột tạo rong này tự làm như này, chất lượng thì cứ ok đấy các bạn, làm để bọn em câu. Ok các bạn, xong bây giờ thì ngồi đợi cá vào ó là câu thôi. Mày chết. Một em đầu tiên. Cá vèn gọi. Một em đầu tiên. Cái cửa cống này thì mấy năm trước em câu ấy, thỉnh thoảng va hàng rất là to. Có những hôm va được không biết con cá gì mà. Đợt đấy em câu bằng cái cần anh kim, không thể nào mà dòng được. Cuối cùng cũng bị đứt mất. Em gì đây? Đấy, thì em cá giết lại các bạn. Em thứ hai. Cá dưng ấy. Chính ra cái chỗ này mà có cái cần tầm 2m9 thì đẹp rồi. 2m7 thì cũng nó cái phao nó hơi lên trên cái phần đầu cần một chút. Mày chết rồi. Hi 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 rồi. Phê coi. Hai cái miệng cống năm nay cá đều nghe vẻ khá là nhỏ. Hôm trước em câu cái miệng cống kia cá cũng nhỏ, hôm nay thì sang đây cá cũng nhẹ vẻ cũng khá nhỏ. Ngày xưa đây thì cá to lắm, nhiều cá dưng to lắm. Mày chết với tao. Ui. Vẫn còn cá các bạn. Ui giời. Bị dắt một nữa ở cái dưới đáy. Vẫn được con cá dưng to quá. Nhưng không muốn nữa ý. Có vì rượu. Có là vì rượu đi. Bên miệng cống này nghe có vẻ ít cá hơn bên kia bạn. Không được ăn rọ như bên kia. Không ăn được rỡ luôn. Gọi là cũng có ăn nhưng mà lác đác. Ui giời, rồi mỗi bu vào khiếp quá. Ui. Đi đâu? Em ơi, đi đâu vào đây? Chỗ này nó gần cái bãi rác của xã này này. Nên là ruồi bọ nó nhiều, ruồi muỗi. Ngửi đi mùi cắm tanh tanh thơm thơm cái là nó bầu vào. Bầu đầy các bạn. Quanh đây. Vò. Khó chịu. Mày chết với tao. Ui, ui con gì đây? Lợn bé à? Ô cong. Tít các bạn. Như lợn bé.
ví dụ bé gì nhưng cứ phải mắc cái gì bảo hiểm chứ cậu. Khả năng cao vẫn là dọn bé thôi. Ui dọn bé cao, khả năng cao á cậu. Bịt ngay mày, ui giời. Quần dọn bé. Ui giời, quần dọn bé nó to. Đọc đúng cái đùi đi. Con điên này. Vào pha ó của tao. Ui cầu những cái đầu cống này hay dọn bé. To dã man. Bắt con này về ăn. Bực cả mình. Em ăn thụt nhún như ca kia ăn vậy không. Bắt lên. Không cho chúng nó thoát. Ui con này cả cân các bạn. Gần cân. Thì quái. Ai con này. Bắt mày về tao thịt. Mang về thịt các bạn. To. Con này cả cân ý. Này mày. Chết với tao. Ây chết này. Giết lại coi. Con dọn bé nó canh ó. Ó sao cá nó vào ăn chậm. Nó vào nó. Nằm đây nó canh đi. Bố bảo cái rừng cái giết ra mà. Dọn bé nó to. Dã man. Đuổi cá của mình đi thì mình bắt nó phải trả giá các bạn. Mang về. Hấp xá. Không phải là chuyện đơn giản đâu. Cũng ngon phết đấy. Mày chết với tao. Chạy nữa đi thôi. Bong cái tích rồi. Mai để con đấy bong. Mày chết rồi. Lại dọn bé này coi. Còng như cái tàu lá chuối. Úi giời. Úi giời. Chăm chăm dọn bé luôn. Úi giời, úi giời. Úi giời, úi thôi. Phòng rồi. 100% lại dọn bé luôn. Không bao giờ sai. Đây nhiều dọn bé quá. Phá cá không dám vào. Dừng cái gì không dám vào, ó nữa. Mày chết với tao. Thoát đi. Thôi, cuối cùng cũng trả lại. Nó là em cá rừng rồi. Không còn là dọn bé này các bạn. Nó mới là dọn bé nặng chú. Dòng cái loại đấy được. Chú cái nó nặng tay đây chứ còn nó chẳng có. Chẳng có cảm giác cá chạy khí. Nó cứ tịch ở trên dưới này. Chết mày. Cá vèn. Cá vèn trong cái sông nhỏ này bé lắm. Không to. Mày chết với tao. Dừng đi bạn. Dừng. Mày chết với tao. Úi thôi. Hay bóng cái gì. Mày chết này. Úi giời. Bóng rồi. Một lấy một lấy. Đá vật thắng đi luôn. Ý. Mày thoát đi. Hơi bị cáu rồi đấy. Cá ở cái cống này không nhiều bằng cống bên kia các bạn. Cá rừng. Bên này có nhiều hơn bên kia cái con dọn bé.
Rồi lúc giật đóng hai dọn bé. Đóng hai dọn bé. Chết mày chưa, chọn mày chưa. Mày chết. Hi hi. Lại có cá vào vó rồi. Lại có cá rừng vào rồi các bạn. Cần hai bài đánh như rõ như này sướng. Cảm giác mình đánh gần nhìn phao nó dễ. Bắt nhịp động chuẩn. Mày tết này thoát đi, đi đâu chạy, đi đâu toàn lại này các toàn những em nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Mày chết với tao à. Cá vèn trắng phau như cá mè vậy. Mày chết với tao. Nắm ruồi quá các bạn. Ruồi nó cứ vo ve bực mình thật ấy. Đây, tao cho mày một cục mồi mày ra ngoài kia mày. Nào đây mày nằm với tao. Dụ ruồi cho đây các bạn. Kinh quá. Quá là nắm ruồi luôn. Mày chết đi. Chạy đi đâu. Cá đang tầm béo các bạn. Béo lú mè. Tầm này ăn thấy ngon này. Béo lú mè luôn. Cá đây chứ cá đâu. Ý, các bạn thấy chưa? Rồi. Đẹp không? Cá trắng mướt mượt nhỉ. Đánh cái théo khá là dài, cần bắn nước sâu nên mình phải độ thêm cái théo dài cho nó tới đáy. Đánh théo dài con cá ăn nó cũng đỡ nhát hơn các bạn, ăn cũng dạn hơn. Mày chết với tao. Cá đây chứ cá đâu. Xa, trắng phao các bạn. Trắng phao đẹp luôn. Mướt mừng mượt luôn. Mày chết với tao. Mày là con gì? Mày là con cá rừng. Trắng. Thân em vừa trắng lại vừa tròn này. Mày này. Úi giời, con này được ấy. Đấy, lại này là dâu rộng này. Còn cái riêng này thì cái mắt nó to. Mắt nó cũng mắt đỏ nhưng mà mắt nó to hơn là cái con mắt con cá giếc. Mày này mút đi em ơi. Ha ha. Đây coi. Mắt con này nó trố hơn con cá giếc. Mắt to đi. Cái vành mắt nó cũng to. Cá giếc thì mắt nó nhỏ hơn. Mắt cái mồi to to thì câu cho nhanh hết mồi. Chỉ câu mãi chẳng hết mồi. Cả một cục to. Nguyên cục to tướng.
Mày chết nè. Con cá này chạy chạy đi đâu? Chạy lên quận. Chạy lên quận. Kỳ nghĩ con muỗi mắt nó đốt dã man các bạn. Ngứa. Dã man luôn. Cho các bác xem thành quả tí nhé. Cũng khá là muộn. Đây còn một cục mồi này. Đây, em ngồi câu cái chập từ từ 5 giờ đến đến bây giờ là gần 6 giờ, 6 giờ kém 15. Chập cá ăn mạnh kinh khủng luôn các bạn. Lúc ấy thì em lại ngừng máy quay. Bởi vì quay cũng đủ phân cánh để cho các bác xem. Cho các bác xem thành quả nhé. Đây. Cũng không thua kém hôm trước các bạn. Đấy. Này. Cũng không thua kém bữa ở bên kia đâu. Chắc nó phải tầm khoảng 2 cân đấy các bạn. Hơn 2 cân. Hôm trước thì được tầm khoảng 3 cân nhưng hôm nay được tầm khoảng 2 cân, hơn 2 cân một chút. Đấy, này các bạn nhìn chưa? Đây một con giọt bé dã man luôn. Thì phải vứt cái con giọt bé ra, nhưng nó đánh cọ cái dòng cá kia, ui, nó đánh cho bong hết vảy. À ừ nhỉ. Khả năng là cách đánh vảy cá nhanh nhất là cho cái con cá giọt bé vào các bạn. Bung hết vảy của cá cá giếc, cá rừng, sợ thật. Thì các bác xem video thì cũng thấy cái sản phẩm hôm nay em đánh là cái sản phẩm mồi tổng hợp các bạn. Hôm trước em đánh bên kia đánh mồi giết chép. Đấy, hai cái sản phẩm đánh cá giết cá rừng đều rất là ok. Cái sản phẩm giết chép nó chuyên, nó thiên về con giết nhiều hơn. Đấy, còn tổng hợp này các bác đánh được rừng giết rồi thì cá chép các thứ. Các dòng cá có vảy ngoài thiên nhiên. Thì bác nào muốn trải nghiệm sản phẩm bên em thì đừng quên đặt hàng thông qua cái số điện thoại hoặc là cái fanpage Câu Cá Vui, em để bên dưới màn hình các bác nhé. Ngoài ra thì em thương mại thêm một số sản phẩm nữa như là lưới câu cá giết này, bột tạo rong và bột tạo sợi tự làm. Các bác có nhu cầu cứ đặt hàng, em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Các bác muốn biết thêm về những cái vấn đề gì về đò câu hay là các cái địa chỉ mà mua cần câu, phao câu cá, cước các thứ uy tín thì em có thể tư vấn cho các bác nhé. Thì em trực tiếp tư vấn cho các bác. Còn bác nào mà yêu quý kênh, thấy video thú vị thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ đến bạn bè, anh em cùng đam mê câu cá biết đến kênh của em các nhé. Thì để kênh ngày càng phát triển hơn thì các bác ủng hộ em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây thôi. Tranh thủ dọn dẹp đồ đi, trong cái thời tiết nó bây giờ nó còn khá là sáng, một chút nữa nó tối trời vào thì thu dọn đồ nó sẽ khó khăn. Bye bye các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.